tất cả các bạn, tớ là Nguyễn Vũ Khôi Nguyên, học lớp 251 trường tiểu học An Hưng. Tớ rất thích đọc sách khám phá khoa học, tìm hiểu về vũ trụ, sẽ giới thiệu cho các bạn từ sách khoa học của thực tế. Đây là quyển thủ tỉ kiến thức lớp 1, thủ tỉ kiến thức lớp 2, chuyện Doraemon tiên thể, câu chuyện về nhà phát minh Nobel, 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về vũ trụ, 365 ý tưởng sáng tạo, 365 trò chơi khoa học, 6 nặng nhất, nó tên là quyển sách Bách Khoa Tri Thức. Hôm nay tớ sẽ giới thiệu cuốn sách mà tớ thích nhất, nó chính là quyển 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về vũ trụ. Cuốn sách có 100 câu chuyện khác nhau, kể về giải ngân hà, về 8 hành tinh trên mệnh mặt trời, về những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như là nguyện thực và nhạt thực, về 12 chòm sao, 12 cung hoàng đạo. Và đặc biệt, cuốn sách này còn nói về các phi hành gia, về các tên lửa và tàu vũ trụ, về hành trình khám con người khám phá vũ trụ, về cuộc chạy đua đặt chân lên mặt trăng. Tớ sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về mặt trăng, vì tớ đã có rất nhiều lần được nhìn mặt trăng qua chiếc kính thiên văn này. Có rất nhiều giả thuyết về mặt trăng, nhưng các nhà khoa học tin rằng mặt trăng được tạo ra bởi một thiên thể đã va vào trái đất hơn 4,5 tỷ năm trước. Một phần của trái đất bong ra tạo thành những mảnh vụn bay vào vũ trụ, những mảnh vụn lớn kết hợp lại với nhau thành mặt trăng. Mặt trăng có đường kính chỉ bằng 1/4 trái đất. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và nó quay quanh ngược trái đất chu kỳ khoảng 27 ngày. Người Việt Nam ngày xưa tính ngày tháng năm bằng chu kỳ của mặt trăng và nó gọi là âm lịch đấy các bạn ạ. Một năm theo lịch mặt trăng có khoảng 354 ngày. Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán chính là hai cái Tết mà tớ thích nhất. Nó được tính theo âm lịch đấy. Chắc chắn tất cả các bạn đều đã biết câu chuyện chú cuội chi hằng trên cung trăng, nhưng tớ bật mí cho các bạn điều này nhé. Đó không phải là chú cuội chi hằng hay cây đa đâu. Những vệt đen đó chính là những ổ va chạm của thiên thạch và mặt trăng. Hoặc đó có thể là miệng núi lửa đấy. Nơi khác trên thế giới, mọi người tưởng tượng nó ra các hình tượng khác nhau. Như ở Trung Quốc và Nhật Bản, người ta thấy trông nó giống hình con thỏ. Ở phim và Bắc Mỹ, họ miêu tả nó có hình con ếch đang nhảy. Ở châu Âu thì người ta tưởng tượng có một chú tiểu phu đang kiếm củi. Trăng là ánh sáng do mặt trăng phát ra. Sáng ngày là ánh sáng chủ yếu do mặt trời phát ra, chiếu lên bề mặt mặt trăng. Chứng kiến nguyên thủ bao giờ chưa? Đó là khi trái đất, mặt trăng, mặt trời gặp hàng với nhau. Trái đất nằm ở giữa mặt trời và mặt trăng. Mặt trăng chuyển thành màu đen vì nó đi vào vùng tối mà trái đất tạo ra. Người ngày xưa coi đó là điều xấu và có một câu chuyện thú vị như thế này. Năm 112 trước công nguyên, người Hy Lạp đã định tấn công thành phố Cilici của Ý nên đó lại xảy ra nguyệt thực. Nên họ đã dừng ý định này. Cuối cùng, người Ý đã tấn công ngược lại và lấy chiến thắng. Năm 1959, người Liên Xô đã đưa được tàu vũ trụ Luna lên mặt trăng. Năm 1961, Gagarin đã là người đầu tiên được đưa lên vũ trụ. Năm 1969, tàu Apollo 11 đã đưa Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tớ vẫn đang dùng chiếc kính thiên văn này để tìm dấu rễ của Neil Armstrong trên bề mặt mặt trăng đấy. Khi lớn lên, tớ mơ ước tớ được là một phi hành gia, người Việt Nam đầu tiên đã đặt chân lên mặt trăng. Tớ có cùng mơ ước với tớ không? Ta hãy cùng tìm hiểu về vũ trụ qua cuốn sách này nhé. Còn bạn, hãy chia sẻ cho tớ cuốn sách mà bạn thích nhất đi. Chúng ta hãy cùng xây dựng một tủ sách
khoa học ở tại trường tiểu học An Hưng nhé. Tạm biệt các bạn.